Nhà đất tên xin thân ái chào mừng cô chú anh chị và các bạn và chủ đầu tư đã trở lại kênh YouTube Nhà đất Tây Ninh. Thì hôm nay em giới thiệu đến cô chú anh chị mình một lô đất mới. Lô đất mình được tổng diện tích là 379,8 mét vuông, là từ vị trí hàng rào đây mình sẽ ngang qua bên đây là 10 mét. Sâu trong là 37 mét. Có 50 thổ cư. Thì hiện trạng đất mình là đường nhựa thông tứ hướng nha, ở trung tâm thị xã Trảng Bàng. Thì từ dưới đất mình sẽ ra Trảng Bàng chưa được 1 km nha, bán kính 1 cây số, đầy đủ tiện ích trường học, bách hóa xanh, rồi điện máy xanh, chùa Phật và nhà thờ nhân dân. Nói chung là đầy đủ luôn. Thì chủ báo giá là 4 tỷ 6 còn thương lượng như của chú anh chị. Thì em cập nhật thông tin vị trí đất của mình luôn. Thì đất mình được tọa lạc khu phố Lộc Du, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Diện tích đất mình là 379,8 m2, là 10 x 37, có 50 thổ cư. Đất mình nằm giữa hai khu công nghiệp Trảng Bàng và khu công nghiệp Thành Công. Thì từ dưới đất mình sẽ ra khu công nghiệp Trảng Bàng là 4,5 km, khu công nghiệp Thành Công là 5,6 km, bến xe An Sương là 36 km, cửa khẩu quốc tế Một Bài là 21 km, thành phố Tây Ninh là 49 km. Rồi mình mời cô chú anh chị mình theo dõi màn hình mình đi ra thị xã Trảng Bàng. Lô đất của mình thích hợp cho cô chú anh chị mình đầu tư xây nhà ở, kinh doanh buôn bán rất tiện ích luôn. Mình là trung tâm thị xã. Trước mặt của mình đây là trường học. Bên em cũng nhận ký gửi giới thiệu mua bán nhà đất của chú anh chị mình xem được video. Có nhu cầu liên hệ điện thoại Zalo 0878948369. Đây là trường mầm non của chú anh chị. Thì nói về trung tâm thị xã Trảng Bàng mình thì tương lai cũng là lớn thành phố, cho nên bất động sản sẽ tăng giá theo từng ngày. Thì lúc này cô chú anh chị mình còn đầu tư được thì liên hệ điện thoại Zalo 0878948369. Thì 4 tỷ 6 tương đương là 1 là 460 triệu với khu vực đất cỏ này thì vẫn còn đầu tư được của chú chị. Cô chú chị mình xem video vui lòng đăng ký kênh rồi cập nhật thông tin nhà đất mới nhất. Thì bên em cũng còn nhiều lô đất giá rẻ đầu tư. Cô chú anh chị mình đăng ký kênh để cập nhật nhiều thông tin. Xin chân thành cảm ơn.
trước mặt màn hình mình đây, đây là viện kiểm sát thị xã Tân Bằng. Đây là trung tâm thị xã Tân Bằng nha cô chú chị. Em nhắc lại cô chú anh chị mình ha, thì lô đất mình thuộc là khu phố Lộc Du, thị xã Tân Bằng, tỉnh Tây Ninh. Tổng diện tích đất của mình là 379,8 m², 10 x 37 là có thổ cư là 50. Cách khu công nghiệp Tân Bằng mình là 4,5 km, khu công nghiệp Thành Công là 5,6 km, bến xe An Sương là 36 km, cửa khẩu quốc tế Mộc Bài là 21 km, thành phố Tây Ninh là 49 km. Đến đây mình sẽ kết thúc video, kính chúc anh chị, của chú anh chị mình tìm được lô đất đầu tư nghĩ ha. Xin chân thành cảm ơn, và nhớ đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình và theo dõi để tìm được lô đất thích hợp đầu tư. Xin chân thành cảm ơn.